Chị có khăn rằn đẹp quá. Dạ. Em đang được tiếp chuyện với ai đấy ạ? Dạ, tôi là người dân ở đây. Dạ. Dạ. Tôi trước đây tôi làm giáo viên. Dạ. Đi dạy học, sau 75 bắt đầu đi dạy học. Dạ. Và sau đó về làm công tác quản lý. Dạ. Bây giờ nghỉ hưu rồi, 7 năm rồi. Dạ. Dạ. Nghỉ hưu 7 năm. Như vậy là năm nay là anh 67 tuổi. Vâng, năm nay 68 tuổi. À, 68, dạ. Anh muốn chia sẻ gì ạ? Thì nghe anh Thông bảo có mấy chị đi vào chơi. Dạ. Có ghé thăm anh Ninh. Dạ. Và anh em chúng tôi thì cũng hay thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện. Dạ. Bây giờ có mấy chị vào thì gọi nhau. Dạ. Anh là cho vui. Dạ. Anh thì là sinh sống ở đây, vâng. Quê ở đây luôn. À. Dạ. Em thì em muốn tìm hiểu về cái giai đoạn trước 75. À. Tức là giai đoạn mà ở đây là cái khi mà cái chế độ cũ đang điều hành cái vùng này, đang quản lý và điều hành cái vùng này. Vâng. Thế thì em muốn tìm hiểu cái giai đoạn đấy là giữa cách mạng, giữa Việt Nam Cộng Hòa rồi nhân dân. Vâng. Nhân dân theo cách mạng, nhân dân theo chính quyền cũ, rồi nhân dân không theo ai cả, rồi lực lượng thứ ba. Có nghĩa là lực lượng thứ ba là những người không theo bên này, không theo bên kia, nhưng mà chống Mỹ. Thế thì em muốn tìm hiểu về những cái thứ đấy, thì anh có thể chia sẻ gì được không ạ? À, vâng. Dạ. Tôi thì sinh ra và lớn lên ở tại đây. Dạ. À, trước năm đến năm 54 thì tôi cũng được là khoảng 11-12 tuổi. Dạ. Và được đi học tiểu học đến trung học cơ sở. Dạ. Đến trung học phổ thông. Dạ. Đều học ở trong các trường của miền Nam. Dạ. Và năm 71 á, là bắt đầu đi vào đại học. Dạ. Tôi học ở Đại học Sư phạm Huế. Dạ. 71 đến 75. Thì 75 á, là giải phóng xong. Thì trong lúc giao thời á, tôi về quê. Dạ. Vì vận cảnh gia đình mình rất khó khăn. Dạ. Cho nên không tiếp tục học thêm 3 tháng nữa để thi tốt nghiệp. Mà tôi về tôi làm công tác ở địa phương. Dạ. Theo yêu cầu của những anh ở trên chiến khu về giải phóng. Dạ. Nói như mày đó là bọn tao cần lắm. Dạ. Về đây tham gia giúp anh em. Dạ. Thì tôi tham gia vào công tác thông tin văn hóa của cái xã Tâm Chánh. Dạ. Tức là cái tên cũ của cái địa phương chúng tôi ở đây. Dạ. À. Sau đó tôi làm việc thời gian rồi tôi đi dạy. Dạ. Và 2 năm sau thì tôi ra tôi thi tốt nghiệp. Dạ. Nhưng mà học thì học trọn vẹn trong tập đại học ở Huế từ. Dạ. Năm 71 đến 75 là 5 năm. Dạ. Là 4 là 5 năm là sau đó chỉ ra tốt nghiệp sau. Dạ. Nói chung toàn bộ cuộc đi học và sống của mình thời gian niên thiếu đó. Dạ. Là toàn bộ học ở trường ở miền Nam. Dạ. Dạ. Như vậy là có một cái điều mà có lẽ là nó cũng khác biệt khi mà em gặp những người gọi là những chiến sĩ giải phóng quân ấy. Vâng. Ở vùng Tam Kỳ này của mình thì hầu như là các chú các anh đều ít người đợi được đến 18 tuổi. Vâng. Mà đều 14, 15, 16, nhiều là 17 là đều đã gọi là nhảy núi ấy. Đúng. Là đi theo cách mạng. Nhưng anh thì lại học miết cho tới giải phóng. À. Thì ở đây em có đặt một cái vấn đề như này, không phải đặt vấn đề mà em muốn tìm hiểu, tức là khi mà đi học cái thời đấy ấy, thì có phải tốn kém lắm không? À. Và liệu là những nhà giàu mới được đi học còn nhà nghèo không, hay là chỉ cần mình ham học thì mình được đi học? À. Nói chung hồi trước đi học á, là cái dạng học tự phát. Dạ. Chứ không phải học bắt buộc. Dạ. Anh nào có điều kiện
về đời sống, về kinh tế thì được đi học. Cái thứ hai là anh nào chăm học thì mới đi học. Còn anh không chăm học, nhà có khó khăn vất vả thì anh không đi học nổi thì anh ở nhà. Đa số là như thế. Trong cái lớp của tôi thì học đến trung học đi ra đại học thì rất ít. Cái làng này thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi. Bởi vì cái làng đây mặc dù là cái làng của nội thị nhưng mà đời sống nông nghiệp nó vất vả lắm. Cái lớp của tôi thì là khi đi học tới lớp 12 xong, thi tốt nghiệp phổ thông xong á, thì chỉ còn khoảng 5-7% để vào được đại học. Còn lại hầu hết là bị bắt đi lính. Cách tới 15 tuổi là phải làm cái đăng ký lược giả cá nhân, tức là đăng ký lịch sơ bộ. Và căn cứ vào đó, nếu anh học liên tục mà lên lớp và tốt nghiệp từng cấp học á, thì có một cái quản dịch. Có hai quản dịch, cái quản dịch học vấn. Nếu anh lên từng năm trong cái độ tuổi đó thì anh được miễn một năm đó. Năm sau nếu anh rớt thì anh đi vào quân trường. Bởi vì anh đã đăng ký cái sổ bộ trong cái lực giả cá nhân rồi. Còn cái thứ hai nữa đó là cái số không có điều kiện bị rớt thì ở nhà và bị bắt đi lính. Mà nó tóm lại là đa số là bị bắt đi lính. Đa số bị lính. Còn hồi đó cũng có cái chế độ như thế này, tức là anh gia đình có một con, không có ai nuôi dưỡng người thân thì người ta cho hoãn dịch, mà cũng hoãn dịch từng năm một. Năm sau là làm tiếp cái hoãn dịch, năm sau là làm đến hoãn dịch. Tôi cũng vậy, tức là được học hoãn dịch học vấn, tức là năm này học lớp 10, nếu được lên lớp 11 thì hoãn dịch, mẹ hoãn dịch cho một năm. Rồi năm sau mà lên lớp 12 thì được quản dịch một năm, mà lên thi đậu vào đại học thì được miễn một năm. Riêng cái năm 72 thì tổng quân giải phóng, tổng tiến công thì bên chính phủ phát lệnh tổng động viên và toàn bộ vào quân trường. Mà anh nào sàng lọc, là anh nào đủ cái điều kiện thì cho ở lại, còn không thì đi vào lính. Cho nên là toàn bộ những cái số anh em mà trở thành lính Việt Nam Cộng Hòa và trở thành sĩ quan đa số đều bị rớt tú tài, vì không đậu được đại học cho nên bắt vào. Cho nên chứ họ hầu hết là không ai có lý tưởng vào quân đội, bị bắt, đa số bị bắt. Cái thứ hai nữa là khi họ bị bắt vào đó, họ được huấn luyện, họ được trang bị thì họ mới có được cái, được trang bị cho một cái tư tưởng là chống lại bên quân giải phóng, trong nó cách khác là chống cộng. Cái điều đặc biệt nữa là sau này tìm hiểu tôi mới biết rõ, tức là tôi cái lúc mà năm tư bắt đầu quốc gia đến thì lúc đó tôi còn bé, thì bố tôi, cha tôi là bị chính quyền bắt, cũng như nhân dân này bị bắt đi học chính sách quốc gia. Bởi vì sao? Bởi vì cái vùng tôi ở đây cũng như kể cả các huyện Tam Kỳ và một nửa tỉnh Quảng Nam này là trước năm 1954 thuộc vùng Việt Minh quản lý. Cho nên toàn dân ở đây á, là hầu hết họ sống suốt từ năm 1945 cho mãi đến năm 54 là sống toàn bộ trong cái chế độ Việt Minh. Và năm 54 đến thì Việt Nam còn quốc gia nó tới tiếp quản. Và bắt đầu áp dụng cái chính sách là của quốc gia. Thì và từ đó thì người ta mới tuyên truyền, người ta giáo dục toàn bộ là chính sách quốc gia và đặt ra cái chính sách của Việt Minh cũng như cái giáo dục của Việt Minh trước đây là toàn bộ nó là của cộng sản. Mà họ cho rằng cộng sản là không tốt, cho nên chỉ có quốc gia mới là tốt. Và tôi còn nhỏ, bố tôi, ba tôi, là cha tôi là dắt tôi đi theo là đi nghe cái đi giáo dục á. Thì họ nói là cộng sản là một có đuôi,
Cần Soán là ớt ớt lắm. Cho nên cái lớp trẻ nó sinh ra chưa sống, bởi vì mình đã sống trong việc mình đâu, mình còn nhỏ. Thì cũng như cái lớp anh em như tuổi tôi thì đa số là nghe như thế. Rồi có nhiều người là cứ mãi nghe rồi nhập tâm. Thậm chí những người ở địa phương đây có con đi kháng chiến, có chồng đi cách mạng, đi tập kết, nhưng họ vẫn sợ Cộng sản đó. Tức là họ bị tuyên truyền một cách khủng khiếp lắm. Bởi vì hồi đó họ tuyên truyền dữ lắm. Lâu lâu là cũng họ chiếu phim này, họ chiếu phim là Chúng tôi muốn sống này. Cái phim Chúng tôi muốn sống mà Trần Quýnh đóng đó. Nhân Bạc Vinh đó, chị biết mà. Em không biết. Họ chiếu trên công cộng. Họ nêu lên những cái dựng lên những cái hình ảnh rất là khốc liệt. Mà từ đó những sau này sự gì có những người họ sợ Cộng sản, là họ sợ trong tư tưởng đó. Mặc dù họ chưa biết như thế nào. Và họ sinh sau để một ngày không biết, nhưng họ rất sợ đó. Cái thứ hai nữa, anh em đa số lớp của chúng tôi thì cũng sinh ra như thế, cho nên là đặc biệt là lớp trẻ hơn thì họ cũng chưa hiểu gì hết. Nhưng mà khi họ được vào trong quân trường của Việt Nam Cộng Hòa thì họ được huấn luyện, được giáo dục, họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa mới là chính nghĩa, mới là lý tưởng. Đặc biệt trong nội dung thì họ nói nước Việt Nam Cộng Hòa là chỉ từ 10 vị tiếng 17 trở vào, còn bên kia là bất bằng sát Cộng sản, người dân đại đọa, người dân đau khổ, rây xiết với công cùm Cộng sản. Nhưng cái điều buồn cười là khi giải phóng xong thì họ nói miền Nam anh hùng lắm, không thua đâu. Nhưng mà tại Cộng sản nó dỗ quá, nó anh hùng, nó dí mình chạy. Nó đuổi mình chạy. Thì họ mâu thuẫn như thế. Một mặt thì họ nói Cộng sản nó đàn áp, nó kềm cạp làm những người dân không sống nổi, nghèo đói xưa xót. Nhưng mà bị đánh thua chạy thì họ nói Cộng sản dỗ quá, anh hùng quá, nó đuổi mình chạy. Vậy như anh Ninh vừa nói đó, là đánh ở đâu cách đâu còn mấy chục cây số, nhưng ở đây là tháo quân là chạy rồi. Chạy băng sông đây mà nhất là ở ngày 75 đó. Thì cái quần ảnh như tôi là như vậy. Thì tôi thực ra nói với chị là tôi cũng không được. Tôi thì cũng như cha Ninh là làm liên gia. Tôi cũng có thằng em đi lính nghĩa quân. Và đa số cái lớp tuổi của tôi nó thì nếu không đi học được thì bị bắt đi lính. Và bị lý lính thì cái số trong số đó chết cũng hết trên 50%. Nhất là cái năm 66, 67, 68 đến 69, cái năm đó ác liệt. Thì ngày nào cũng có cái báo tử về. Ngày nào cũng có đưa xác về chiến trường đưa về. Còn những anh đi học được đó, thì không bám được từng lớp một thì cũng bị vào quân trường rồi trở thành thủy quan. Cho nên lúc đầu thì họ cũng biểu tình, cũng đi phản chiến, cũng chống lại Mỹ xâm lược. Nhất là phong trào sinh viên học sinh miền Nam lúc đó là sôi động lắm. Từ năm 64 khi mà Nguyễn Khánh ký cái hiến chương cấp sinh rắc á, hiến chương Honolulu á, thì ở Vũng Tàu á, thì học sinh bắt đầu lúc đó là đi biểu tình. Biểu tình liên tục cho đến chiều nào đấy thì sinh viên, những sinh viên, những người hiểu biết thì cũng tập trung để mua báo theo dõi tình hình. Nhưng mà sau đó thì nhưng mà khi vào quân trường rồi thì họ được giáo dục rồi, họ bây giờ họ trở thành sĩ quan. Khi về đây thì phải nói một cái điều thú vị thế này này. Sau khi giải phóng xong thì toàn bộ trở về với đời sống, cuộc sống đời thường. Hết một nửa người là đi làm cách mạng, một nửa người thì đi làm việc nó còn ngoài. Nhưng tất cả đều sống chung trong cái cộng đồng của dân cư đây. Họ sống rất hài hòa, không có những cái kỳ thị, không có phân biệt gì. Mặc dù là rõ ngủ hòa về, nhưng mà với chính sách hòa hợp cho nên họ rất là đoàn kết. Và lúc phải nói cho đúng lúc đào, vài năm đào thì
trong cái công tác quản lý hành chính của địa phương là những người ở trên chiến khu về thì họ bị mất mát nhiều, cho nên nhiều lúc họ cũng có những cái tâm lý là phân biệt đối xử. Dạ. Nhưng mà sau đó chỉ phân biệt được một vài trường hợp, còn những nhà quá đặc biệt làm những chức vụ lớn có thể có nửa máu của nhân dân, cho nên họ có phân biệt. Chúng ta còn đại bộ phận là người ta sống hòa hợp hòa đồng ở trong cộng đồng dân cư đây. Hợp tác xã họ cũng sâu rộng, bên này cũng sâu rộng, họ đi làm bên này cũng đi làm, có cái gì thì chung sống cái nấy chứ không hề có cái phân biệt gì hết. Cho nên bây giờ người ta đặt cái hòa hợp hòa giải ra thì cái đó nó quá thừa. Không biết cũng như anh Minh đây, anh là người lớn tuổi, lớp anh rồi, lúc anh năm nay 80, tôi thì mới 68 thôi, thì anh đã biết sống quá nhiều. Thì chứ còn mà lớp sau mình thì mình có sống trong chế độ cộng sản đâu mình biết. Dạ. Nhưng có một cái điều là mình cũng hiểu được là cái Việt Nam Cộng Hòa thực chất là một cái đội quân quốc gia. Mà quốc gia thì trong lịch sử mình học là do Pháp dựng lên. Dạ. Rồi nó Pháp dựng lên để chống lại Việt Minh. Dạ. Khi trở lại xâm lược Việt Nam thì đến năm 1954 thì cái chính phủ quốc gia nó dựa vào cái quân Pháp, rồi nó cắt cứ Nga cái miền Nam này trở vào, nó không cho thống nhất, nó xưng lên một cái chính phủ gọi là tiếp tục duy trì quốc gia đó. Cái chính phủ quốc gia đó thì đến năm 55 thì nó trưng cầu dân ý và nó ban hành hiến pháp, nó đổi tên thành Việt Nam Cộng Hòa. Rồi Việt Nam Cộng Hòa thì nhất là cái đệ nhất còn Việt Nam Cộng Hòa nó là nó rất là khốc liệt, mà chính cái nhân dân miền Nam, cái Phật giáo họ không chịu nổi sự đàn áp của quân Diệm, cho nên họ vùng dậy, họ đấu tranh trong đô thị miền Nam. Cho nên cùng với quân Diệm khai phóng đánh bên ngoài thì rồi ảnh chịu, chính quyền nó chịu không nổi, nó sụp đổ. Rồi chính phủ sau đây là toàn bộ là chính phủ quân trị, cho nên nó cũng khốc liệt. Cho nên là cái đời sống ở miền Nam, đô thị miền Nam nó khổ lắm. Chỉ nó cô đọng là trong cái vùng đô thị thôi, là con những nhà công chức, giáo viên, rồi cảnh sát, quân đội thì sống có cái đời sống cao hơn. Và chính cái số này để chị, chúng cái số này là họ hàng học, bởi vì họ được ân huệ của cái chế độ nhà nước, chính phủ đó nuôi nắng họ, có lương. Còn đại bộ phận người dân thì họ cũng làm ăn, con trao đi trước các cày đi sau, rồi họ cũng chạy loạn, họ nghèo khổ lắm. Đặc biệt là dân các cái vùng lân cận đây, họ không chịu nổi bom đạn, rồi Mỹ nó rã thuốc khai quang, không cai gì, sống sót hết, họ phải đành để cho cái Mỹ nó gom về đây, nó ở trong những khu định cư. Yeah. Họ sống ở đây, ở chỗ nào trống là cả khu định cư. Hắn gọi là khu tị nạn cộng sản, mà thực chất là khu dồn, thực chất là khu gom lại để xóa trắng cái vành, tạo thành một vành đa trắng để mà cộng sản không sống được. Yeah. Nhưng mà những người đó về đây thì ăn trên cái viện trợ chiến tranh đó. Yeah. Thì họ khổ lắm, mà sau giải phóng, vừa giải phóng xong là họ kéo nhau họ về nườm nượp, họ về là nhờ cửa quăng hóa như thế, là vườn tược không còn, nhưng mà cái nhà về hết. Chỉ còn là những người là hưởng hạ bộ phố, là những người làm trong bộ máy của chính quyền thì họ có được bẩm lọc. Mà chính cái những người đó là người sau giải pháp, người ta có cái hàng học. Nhưng mà lần lần mà bỏ thành họ hàng học như thế là sao, là họ bị họ mất cái địa vị của họ, là họ mới hàng học, họ mới nói thế này thế khác. Nhưng mà rồi dần dần á, cuộc sống của họ, con họ vẫn được đi học. Cái người là mà cột chè của tôi đó là phi công, trung quý rồi, anh cột chè của tôi đó, chồng bà chị của vợ tôi. Nhưng mà sao về vợ anh là trước đây là giáo viên, vẫn tiếp tục đi dạy, con anh hai ba đứa vẫn học đến hết phổ thông rồi học đại học, rồi vẫn được chia đất, vẫn được ở đàng hoàng, không có vấn đề gì hết. Đó. Thì như thế, nhưng mà tâm tư họ vẫn tiếc cái cá bổng lộc mà được hưởng trước đây. Yeah. Chứ còn bản thân tôi á, là
Tôi, gia đình tôi là em tôi cũng đi lính, cha tôi cũng đi làm liên gia, nhận sau giải phóng tôi cũng không tham gia chỉ cho cách mạng hết. Nhưng mà tôi ra thì lúc đó thì tôi vẫn được đi dạy. Tôi đi dạy, tôi làm, sau đó tôi lên tôi làm quản lý phòng giáo dục. Rồi sau tôi về tôi làm chuyên môn, một cái phòng chuyên môn ở sở giáo dục, cho nên bị hư. Thì tôi thấy cuộc sống bây giờ nó cũng có những cái đổi thay. Nhưng có một cái điều á, sở dĩ người ta nói á, thì có hai cái lùn. Cái lùn mà tôi quan sát tôi thấy cái lùn anh em ở phía Bắc á, họ không hề biết với cái đời sống ở miền Nam. Nó đau khổ như thế nào, nó ác liệt như thế nào. Và họ vào, họ tiếp thu, họ nghe những người mà có điều kiện nói á, là những người được học, được hành, được trước đây, được có cái địa vị á, thì họ nói, thì họ cứ nghĩ rằng qua những người, một số người đó thôi, nhưng họ nghĩ ở miền Nam trước đây sướng lắm. Mà những người đó chỉ sống cô đọng là trong cái đô thị thôi. Họ nói sướng lắm, là sướng trong cái vỏ, cái một cái khu vực như thế thôi. Cái đối tượng thứ hai nữa là một cái nguyên nhân thứ hai nữa là thực ra cái quản lý của mình sau giải phóng, mà đặc biệt những năm gần đây, cho 10 năm sau giải phóng là cuộc đời, cuộc đi, chúng tôi đi làm việc tôi thấy trong sáng lắm. Nó mình thấy mình tận tâm tận lực công việc, nhưng mà sao không biết sao mà có do quản lý như thế nào mà từ những 10 năm trở lại đây, 15 năm trở lại đây, cái đời sống, cái tình trạng tham nhũng bê tha, bây giờ trong cái hệ thống khen thưởng của mình cũng không bao giờ thấy có bản danh dự, mà cho nên người ta không có trọng danh dự mà cứ khen thôi, khen cái gì cũng khen hết, nhưng mà cái danh dự là không khen, cho nên người ta không thấy cái danh dự mà người ta rồi từ đó đưa đến một cái những cái tệ nạn đó. Chứ còn đa số dân họ làm ăn, họ lao động mà đóng góp họ có, nhưng mà một bộ phận có một tha hóa chui vào cái hàng ngũ mà nó không phải ít đâu, cho nên nó gây cái bất bình. Mà từ cái bất bình này là người ta quy về cái trách nhiệm của nhà nước đó. Thì người ta bất bình là bất bình chỗ đó, chứ người ta trong thâm tâm người ta yêu cái chế độ này, họ có cái đảng cộng sản này thì mới có cái đất nước hôm nay và có cuộc sống hôm nay, và có cái mục tiêu trong sáng như thế. Cho nên dù cái bọn phá hoại, cái bọn tham nhũng nó hoành hành như thế, nhưng mà ta vẫn xây được, ta vẫn làm được. Cái tâm kỳ đây, trước đây, hôm Quốc Khánh tôi có chữ ông bố tôi đi, ông bố tôi năm nay 95 tuổi. Ông già yếu ở nhà mấy năm, cố gắng chữa ông đi chơi một vòng quanh phố tâm kỳ. Ông có cái tâm kỳ hồi xưa cũ nó đi đâu mất rồi. Bây giờ còn lại một cái tâm kỳ nó khăn trơn. Trước đây chỉ có một con đường duy nhất, con đường Phan Chu Trinh, mà nó nhỏ bằng 1/3 con đường bây giờ. Hai bên đường là nhà tranh, nhà ngói, nhà tôn, nó lụp sụp lằng sàng. Mỗi trận bão lực nó nhà tranh, nhà ngói, nhà tôn nó đổ ra đường, nó choáng cả đường đi. Bây giờ không biết bao nhiêu đường. Cái người nói tâm kỳ là có ba cái kỳ là không có ngõ ba. Không có ngõ tư chứ, không có ngõ tư. Nhưng bây giờ là hàng trăm ngàn ở ngõ tư. Rồi bây giờ là không còn trường, cái trường học cũ không còn. Tôi nói với chị, cái phường mà mình đang ngồi đây này, năm 1995 tôi ngồi đếm là chỉ có 18 cái phòng học. 18 cái phòng học cấp 4, cả một cái phường. Và bây giờ có 3 cái ngôi trường khăn trang, đặc chủng quốc gia hết rồi. Đó. Trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, đặc chủng quốc gia. Khăn trang hết rồi, mức độ 1, mức độ 2. Thì đó nói là bệnh viện cái cũ nó cũng không còn cái dấu tích gì cả. Cái chợ cũng không còn dấu tích, con đường không còn dấu tích cũ, nhà thờ không còn dấu tích cũ, chùa cũng không còn dấu tích cũ, thậm chí những cái mộ bằng vôi cũng không còn cái mộ cũ, mà toàn bộ người ta cũng được nâng cấp khăn trang hết. Cho nên là ông bố tôi nói là
cái phố cũ đi đâu rồi, không còn là phố cũ. Như thế thì tôi cứ ngồi, anh em bận ngồi uống trà nước nói chuyện, là mặc dù kẻ thù họ phá như thế, những người họ bất đồng, họ bất mãn, họ nói như vậy, nhưng mà nếu mà đảng mình, nhà nước mình không có mục tiêu đúng đắn, không có những người tốt thì không thể nào có được cái cơ ngơ hôm nay.